Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục trở lại video ngày hôm nay thì em sẽ mời các bác đi điểm qua một số sản phẩm mới về của Salon Tùng Bách. Ngày hôm nay thì em về thêm được hai sản phẩm mới, trong đó thì có một chiếc xe 7 chỗ và một chiếc xe sedan 5 chỗ. Chiếc xe 7 chỗ này là Suzuki XL7 sản xuất 2020, một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trang bị khối động cơ là 1.5 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Giá chào bán của Salon Tùng Bách dành cho sản phẩm này, chiếc xe này thì em sẽ chào bán các bác với cái mức giá là 480 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Xe thì cam kết là không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Nếu mà phát hiện ra đâm va xảy ra từ trước này, động cơ hộp số không nguyên bản thì bên nhà em sẽ nhận lại xe và hoàn lại tiền cùng với lại chiếc xe này. Thì ngày hôm nay nhà em có về thêm được một chiếc xe sedan 5 chỗ nữa. Chiếc này là Accent Blue sản xuất 2014, động cơ 1.4, xe thì chạy loanh quanh được chục vạn km, nội ngoại thất đẹp và chất xe cũng rất là tươi, em cam kết là không lỗi nhỏ. Giá chào bán của Salon Tùng Bách dành cho sản phẩm này, con này thì chỉ nhỉnh và nhô trên 300 một tút chút thôi, chắc là tầm 318 triệu là cái giá mong muốn của Salon. Còn bác nào mà quan tâm hay là thiện chí thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ tư vấn cho các bác kỹ hơn. Sau đây thì em xin phép là em sẽ cầm camera để em quay chi tiết lần lượt vào từng mẫu xe một để cho các bác cùng quan tâm và theo dõi. Bắt đầu từ chiếc xe 7 chỗ, con Suzuki XL7. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu từ Indonesia. Đây là một dòng xe 7 chỗ nhưng trang bị khối động cơ 1.5 cùng phân khúc với Xpander này, Suzuki Ertiga này, với lại mẫu xe Toyota Rush và Toyota Avanza. Nói đến những cái chiếc xe 7 chỗ mà nhập khẩu từ Indonesia về, nó đều có một đặc điểm chung. Đấy là sử dụng cái khối động cơ có dung tích xi lanh chấm rất nhỏ để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy là công năng sử dụng coi như là chở 7 người, nhưng chi phí vận hành thì không khác gì một chiếc xe phân khúc hạng A hay là một chiếc xe 5 chỗ. Bởi vì chiếc xe này động cơ 1.5 mà không turbo thì nó chỉ rơi vào loanh quanh khoảng tầm 8,5 lít hỗn hợp. Đấy là trên thực tế các bác nhé, là các bác có thể vận hành được rồi. Nó rất là phù hợp với những gia đình có cái nhu cầu sử dụng đông người và những cái bác mà kinh doanh dịch vụ. Cùng hãng với lại Suzuki XL7 này có chiếc xe Ertiga nữa. Ertiga cũng là 7 chỗ, nhưng mà Suzuki Ertiga thì cái thiết kế ngoại thất nó không đẹp như XL7, và thứ hai là xe cái không gian, cái diện tích của nó chật chội hơn. Con xe này thì nó rộng rãi giống như là Xpander. Đây, nhìn như này thì nó cũng hao hao và rất có nhiều điểm làm chúng ta liên tưởng đến chiếc xe Xpander. Cái tư thế ngồi lái của con XL7 này cực kỳ sướng. Một chút nữa vào bên trong phần nội thất ấy thì em sẽ review cho các bác thấy. Chiếc xe của nhà em là 2020, chạy 5 vạn km rồi. Xe này là xe mộc, xe vừa về xong chưa dọn dẹp gì các bác nhá. Chưa dọn dẹp gì, mới có rửa qua vào buổi chiều ngày hôm qua. Hôm nay em quay buổi sáng thì trên thân xe cũng đã có bám bẩn đây các bác này. Sáng nay là trời có mưa lất phất, trước này vừa mới đưa từ ngoài vào. Nguyên giàn lốp theo xe. Thực ra nếu mà xe chạy loanh quanh 5 vạn km mà thường xuyên di chuyển ở trên những cung đường đẹp ấy, bề mặt đường nó nhẵn mà nó bằng phẳng ấy, thì cái độ hao mòn của lốp nó sẽ đến chậm hơn. Đây, tuy là 5 vạn nhưng vẫn còn nguyên giàn lốp theo xe. Lốp theo xe thì chắc còn khoảng tầm 80%. Thứ nhất là bề mặt đẹp này, thứ hai là rãnh ma sát của nó còn khá là sâu. Đây này, vẫn tận dụng, vẫn dùng tiếp được. Lốp liền đời, tuần 26 năm 2020. Đây, xe thì được trang bị đây một cái bộ mâm phay rồi. Bác này thì chạy cũng khá là dữ, bởi vì xe vừa mới mua về, xe này là vừa mới từ dân ra. Nhưng mà gần như ở trên thân vỏ rất là ít những cái vết xước sát. Cái chiếc này thì chắc là em chỉ cần coi như là đánh bóng lại bề mặt sơn, sau đó dọn nội thất cũng như là vệ sinh cái khoang động cơ là có thể bàn giao được cho khách hàng. Xe thì đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cam kết với các bác này, keo chỉ zin này, kính zin, động cơ zin, hộp số zin, km zin luôn. Đây này, nhìn này, lốp theo xe luôn. Xe rất là cứng cáp. Đây, tuần 26 năm 2020. Cả 4 quả lốp này trùng luôn cả tuần sản xuất này, trùng luôn cả năm sản xuất. Đây, vị trí lốp lái chuẩn luôn các bác nhé. Nếu mà km chạy nhiều hơn thì chắc chắn là không còn cái dàn lốp trong cái tình trạng như thế này nữa. Đây, bề mặt phay của lá răng đây. Nếu mà bây giờ loanh quanh dưới 500, muốn tìm một mẫu xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu bền, thì chắc chắn là các bác cũng có thể lựa chọn qua xem nào, em xem là có những cái mẫu xe nào. Ví dụ như là xe Xpander thì là 2019, còn Suzuki Ertiga thì có thể là mua được đời 2021, còn Suzuki XL7 này là 2020, Toyota Rush thì chắc là mua được 2018. Đấy là những cái mẫu xe 7 chỗ giá rẻ mà loanh quanh dưới 500. Dòng này thì nó cũng khá là rộng rãi, trang thiết bị tiện nghi cũng khá nhiều. Suzuki thì bền, tiết kiệm nhiên liệu.
Máy thì chắc chắn là các bác không phải suy nghĩ rồi. Về độ bền thì cũng không phải lo rồi. Đây xe 2020 nhìn nó còn nét nè nẹt như này. Em xem là xe nó được trang bị những cái gì. Con này thì được trang bị một cái cụm đèn pha. Đèn pha này là đèn full LED. Rất là nhiều cái mẫu xe đời cao cũng sử dụng chung cái công nghệ như này. Đèn này thì rất là nhiều ưu điểm. Cái ánh sáng đưa ra là màu trắng trông nó rất là thời trang, rất là đẹp. Soi đường thì rất là nét. Mà trong khi đó lại cực kỳ là tiết kiệm điện. Đây. Đấy. Giống Toyota Vios G bản mới này, CTRS. Với lại một số cái mẫu xe đời mới bây giờ cũng dùng cái công nghệ đèn LED như này. Bây giờ ít xe đời mới mà dùng cái công nghệ bóng halogen mà cho ra ánh sáng màu vàng nữa. Có LED định vị ban ngày rồi đây. Đây, cũng khá là đẹp, cũng khá là thời trang. Cái phần đầu đẹp hơn so với Ertiga, to và rộng hơn. Đây, Suzuki XL7, cái diện tích sử dụng khá là rộng rãi các bác nhé. Nhà gia đình sử dụng đông người hay là chạy dịch vụ mà kinh doanh bằng con này thì cũng ok. Đây, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, nút bấm một chạm trên tay cửa. Con này thì ngoại thất rất là ngay ngắn, đây viền chân kính này. Thẳng tắp luôn. Bây giờ thì em sẽ mở cho các bác xem về các cái chi tiết nội thất của xe, rồi điểm và chỉ qua một số cái tính năng được trang bị ở trên con xe này. Nội thất này, da pha nỉ, lòng thì là lòng nỉ, mép ghế thì là da. Đây. Cái này thì được gọi là da pha nỉ này. Các chi tiết nội thất của nó nhìn còn khá đẹp, độ hao mòn cũng chưa nhiều. Bề mặt ghế này các bác nhìn xem này, đây là vị trí hàng ghế trước này, rất là rộng rãi này. Em rất là thích tư thế ngồi lái của chiếc xe Suzuki XL7 này. Ngồi cảm giác nó rất là thoải mái, đi xa thì nó không gây mệt mỏi. Trước đấy là em cũng đã có vận hành một thời gian một chiếc Suzuki XL7 lúc mà nó mới ra. Đi lấy xe, đi loanh quanh lấy xe trong cái quá trình mà xe chưa bán được. Nên em cũng khá là hiểu về cái dòng xe này. Chạy thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Hàng ghế thứ hai, nếu mà các bác không sử dụng cái hàng ghế thứ ba ấy, thì nó sẽ có một cái diện tích cực kỳ rộng luôn. Đây các bác nhìn xem này. Đấy, từ khoảng cách đầu gối này. Các bác nhìn khoảng cách đầu gối so với lại cái vị trí hàng ghế thứ nhất này. Và cái khoảng không ở trên đầu này. Rất là rộng rãi. Nếu mà đi 5 người rất rộng. Đây. Còn nếu mà đi 7 người, tức là phải sử dụng đến hàng ghế thứ ba. Đây hàng ghế thứ ba nó nằm ở vị trí sau. Thì có thể đây này, chia khoảng cách để chân bằng cách là kéo cái hàng ghế thứ hai này nhích lên một chút. Bây giờ một tay em đang cầm camera này, một tay em kéo thì em không đẩy nó lên được. Đấy, các bác sẽ tự hình dung về cái vấn đề này. Nội thất thì rất đẹp, con này thì mới gọi là có rửa qua thôi. Đây trần, đây không sờn không xù, hoàn toàn không bám bẩn. Đây là cửa gió điều hòa cho vị trí hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Đây, nội thất nhựa đây. Con này rất là đều xe. Con này thì ưu điểm là gì? Số tiền bỏ ra mua ban đầu, tức là hiện tại nó chưa tới 500, rất rẻ. Thứ hai là những cái sản phẩm đến từ thương hiệu Suzuki này này, nó rất là bền. Và đi cùng với nó là những cái khối động cơ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Tuy là xe 7 chỗ nhưng mà chi phí vận hành bây giờ giống như là xe 5 chỗ ngồi. Đây, cụm công tắc lên xuống kính này, gương kính chỉnh điện cụm điện rồi. Ở tại vị trí kính lái này có auto một chạm cả lên lẫn xuống. Con này thì trang thiết bị và phụ kiện đủ hết. Từ dán phim cách nhiệt này cho đến trải sàn. Để em xem là nó được trang bị những gì. Vô lăng đây. Thiết kế vô lăng hoàn toàn mới này. Vô lăng đế cắt này, khâu da này. Nhìn rất đẹp. Đây là đàm thoại rảnh tay này. Còn đây là tổ hợp phím để điều khiển các chức năng giải trí ở trên màn hình. Đây màn hình này, màn hình đi theo xe. Màn hình đi theo xe các bác nhé. Điều hòa đây. Điều hòa thì đã được trang bị cái tính năng tự động rồi. Đây này các bác này, tốc độ gió này, bên này là nhiệt độ này, nóng lạnh này. Chìa khóa thì đủ nguyên hai chìa theo xe. Đây, nút ấn khởi động đây. Con này rất là đều xe, rất là cứng cáp. Ngồi ở cái vị trí ghế lái của Suzuki L7, nó tạo một cái tư thế này, lái xe cực kỳ thoải mái luôn. Đây, có một số chi tiết nó cũng khá là thẩm mỹ, ví dụ như là cái vân carbon ở cái vị trí này. Đây này. Ở đây nữa này. Đó. Để xem là cái này còn chức năng gì nữa không. Đây, cảm biến va chạm phía trước này có thể tắt bật ở tại vị trí này. Đây là cân bằng điện tử và chống trơn trượt. Còn ở tại cái vị trí này là cái góc chiếu của đèn pha, tức là có thể nâng lên hay là hạ xuống thấp cái ánh đèn pha thông qua cái nút chỉnh này. Nút Sport này kích hoạt ở đây. Đây, đây là Sport này. Số tự động các bạn nhé. Xe thì được trang bị là hai túi khí an toàn. Ở trên phiên bản này, chiếc xe này được trang bị là hai túi khí, một bên lái và một bên phụ.
Thường thường những cái mẫu xe giá rẻ ấy thì túi khí được trang bị rất là ít. Như chiếc xe này là 7 chỗ ngồi nhưng mà cũng chỉ được có trang bị hai túi khí an toàn thôi. Đây, hàng ghế thứ ba thì cũng có thể ngửa được ra tiếp này. Đây. Đấy. Khi đi xa thì nó cũng không mệt đâu các bạn. Mà nhất là những cái tựa lưng cao như thế này, những cái tựa lưng cao này thì đi xa nó rất là thoải mái. Có những cái dòng xe mà nó làm lừng lửng ở đây thì khi đi xa nó không có cái chỗ để dựa cổ ấy, để cổ vào nên thành ra rất là mỏi. À, khi mà sử dụng đến hàng ghế thứ ba thì vẫn có một cái khoảng, cũng không phải là rộng lắm nhưng mà đủ để một số chỗ này thì chắc là khoảng được hai cái vali cá nhân. Đó. Em sẽ cho đi dọn dẹp lại nó hết bẩn ngay. Cái này là nó hơi bẩn tí. Xe rất là đều. Con này nó rất là cứng xe. Màu này thì sạch sẽ. Đây, hộ em. Bây giờ em quay cho các bác xem về cái khoang động cơ. Đây. Khoang động cơ đây, động cơ 1.5 đây. Động cơ này thì hoàn toàn chưa được vệ sinh. Các chi tiết xung quanh thân máy này có bám bụi, có bám bẩn. Ốc thì nguyên bản hết. Và đặc biệt này là nó hoàn toàn không có cái hiện tượng bị ẩm dầu hay là chảy dầu xung quanh cái thân động cơ. Đây, rất là sạch sẽ các bác nhé. Xe thì em bảo hành và cam kết nên các bác mua sản phẩm thì hoàn toàn yên tâm. Đây, ốc chân máy này, nguyên chấm sơn này, nguyên chấm sơn này, nguyên chấm sơn này. Con này mà dọn vệ sinh lại thì nó sẽ trở lại một cái trạng thái đẹp. Đây. Ô tô là một cái sản phẩm rất là bền bởi vì giá trị tài sản của nó cao. Thế nên là từ 5 vạn quay đầu, trước này là 5 vạn rồi, chạm 5 vạn rồi. Thì nó cũng chưa có nhiều sự thay đổi, tức là nó chưa bị xuống cấp. Đây các bác nhìn xem này. Con này thì em đã chạy thử rồi, máy rất là êm này, số chuyển rất là mượt này, gầm bệ thì hoàn toàn không có cái gì thay đổi. Nó giống như những con xe mà coi như vừa mới được bàn giao từ hãng đi ra, gầm vẫn rất là chắc chắn. Bác nào mà mua con xe này thì về chỉ việc sử dụng thôi. Em đang chào bán ra với cái mức giá là 480 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Bây giờ thì em sẽ sang cái sản phẩm thứ hai trong cái video của ngày hôm nay. Có rất là nhiều bác góp ý này hay là comment cho em ở phía dưới bình luận là giá thế nọ và giá thế kia. Thực ra là cái giá em đưa lên là giá mong muốn thôi. Còn bác nào mà quan tâm hay là thiện chí thì có thể liên hệ cho em và thương lượng. Đây, bây giờ em sẽ lên cho bác một con Hyundai Accent. Con này thì đời sâu. Con này là đời 2014. Nó là Accent Blue, sản xuất 2014. Động cơ thì vẫn là chấm 4. Về cái ngoại thất thì nó cũng có một số cái điểm coi như là khác so với lại cái form sau. Nhưng mà em nhìn thì nó cũng không thay đổi nhiều. Đây, cũng khá đẹp. Tuy là xe 2014 nhưng mà nhìn nó cũng khá là tươi xe. Đây, bác này. Xem xe được trang bị những cái gì. Con này thì giờ nó chỉ loanh quanh nhỉnh 3 đồng thôi. Em chào bán ra có trên 300 một chút thôi. 318 triệu cái giá chào bán. Có LED định vị ban ngày rồi này, có đèn bi chiếu sáng rồi. So với lại đời sau thì cũng không thua kém nhiều. Đây, đèn bi đây, LED định vị đây. Cái này là chắc vừa đi vào cái đống vữa nào hay cái gì này, nó bắn hết lên này. Lốp này thì không phải là lốp theo xe rồi, nhưng còn rất là dày, mua về là sẵn sử dụng thôi. Phía bên này chắc là đẹp qua cái gì nên nó rất là bẩn. Đây, cả bốn quả lốp này các bác về sẵn dùng rồi. Cái phần đằng sau này thì hơi khác so với lại cái model sau. Nhưng mà khác là khác chủ yếu ở cái đèn thôi. Nhìn cái dáng dấp của nó vẫn hao hao nhau. Khung sườn chắc là vẫn là một thôi, nó chỉ có cải tiến đi một chút. Dòng Accent Blue này chạy cũng khá là hay. Tầm này nếu mà các bạn tầm tiền này nếu các bác không muốn coi như là mua và tiếp cận tới những chiếc xe phân khúc hạng A thì có thể mua những chiếc xe như thế này. Dòng xe Hyundai thì nó cũng rất là bền. Nếu mà xe ở thời điểm hiện tại mà nó chạy loanh quanh chục vạn cây thì em nghĩ là chất lượng của nó cũng còn khá tốt. Nhà em thì kiểm tra kỹ rồi, xe này thì hoàn toàn không có đâm đụng này, không va chạm này, không thủy kích này, động cơ hộp số là nguyên bản. Bây giờ em sẽ quay nội thất này. Ở ngoài gió rất là to, tí nữa thì kiểu gì cũng sẽ có tiếng gió lẫn vào bên trong mic. Đây các bác nhìn này, nội thất tươi không? Đây là da zin nguyên bản đi theo xe. Tuy là xe đời sâu 2014, tức là sau 9 năm sử dụng và 10 vạn km, nhưng tại làm sao chiếc xe này nó vẫn còn giữ được cái da nguyên bản đẹp như này. Từ bề mặt da này, các bác nhìn xem này, nó hoàn toàn chưa có những cái dấu hiệu của sự xuống cấp hay là lão hóa. Có thể là trong quá trình sử dụng trước đó, bác chủ có sử dụng bọc áo ghế, chính vì thế cái bộ da ghế nó được bảo vệ, nó còn mới và đẹp như thế này. Đây, thấy chưa, nhìn như xe đời cao.
Tất cả những cái chiếc xe mà đời 2016, 2017 nếu mà vận hành nhiều, ra ghế đến tại thời điểm này cũng đã có sự xuống cấp hay là lão hóa rồi nếu mà không được giữ gìn. Nhưng con này là 2014 mà bây giờ còn bộ da ghế như này thì các bác biết là chủ xe người ta giữ như nào rồi. Không những da ghế này, kể cả là da tabi này, đây, da tabi ở trên cánh cửa này. Các chi tiết nhựa ở bên trong xe này, đây, cũng hoàn toàn là không có xước sát. Rất là đều xe. Như này đều được gọi là nội thất tươi. Một chiếc xe sau 9 năm sử dụng và chục vạn km, như này gọi là nội thất tươi. À, chiếc này thì đã được bọc trần da rồi, tức là trần nỉ zin nguyên bản là không còn nữa và thay vào đó bây giờ là trần da. Cái công dụng của trần da này thì cũng khá tốt. Nó là chống ồn và chống nóng. Ở một số tỉnh thành, ở một số địa phương mà nắng nóng quanh năm ấy, nhất là ở phía mạn coi như là miền trong, thì đa số mọi người nhận xe từ đại lý ra, tức là mua mới ấy, đã mang đi ra các cửa hàng nội thất để bọc da, gọi là da trần như này rồi. Ở ngoài miền Bắc này thì một số người không thích cái da trần, nhưng mà bây giờ thì cũng đã coi như là đón nhận rồi. Bởi vì nó cũng có tác dụng chứ không phải là không có tác dụng. Đây, da cánh cửa này, các bác nhìn xem này, cũng có tác lên xuống kính này, đây. Các ký tự của nó còn sắc nét này, hoàn toàn không bị mờ này. Xe đi nhiều, dùng nhiều, bấm nhiều thì chắc chắn là nó sẽ bị mờ. Bây giờ thì em sẽ ngồi vào ghế lái để điểm và chỉ qua một số công nghệ và tính năng được trang bị trên con xe này. Nội thất da theo xe mà còn đẹp thật. Đây, tay nắm số này. Da này cũng là da theo xe luôn này. Da vô lăng này. Da vô lăng cũng là da theo xe. Hao mòn ở trên da vô lăng cũng chưa nhiều. Ngoài cái vị trí này. Ở cái vị trí này là cái vị trí không được bảo vệ. Đây, ở bên này cũng vậy này. Nó đã bị mất cái lớp phấn ở trên bề mặt da. Có thể là trong quá trình sử dụng là người ta có bọc vô lăng. Chính vì thế cái da vô lăng của nó còn rất là đẹp và rất là mới. Tích hợp vô lăng thì có rồi. Đây các bác này. Đó. Chủ cũ thì đã nâng cấp lên một cái màn hình. Màn hình này là Android. Đi cùng với nó là cam hành trình và cam lùi. Đây. Điều hòa của em này thì chưa được trang bị cái tính năng tự động. Điều hòa thì vẫn là chỉnh cơ thôi. Chỉ duy nhất có đèn. Đèn thì đã được trang bị cái tính năng auto rồi. Đây có tự động rồi các bác này. Gạt mưa thì vẫn là chỉnh cơ. Trang thiết bị và tiện nghi ở trên phiên bản này thì chỉ gọi là đủ dùng thôi, tiêu chuẩn thôi. Hoàn toàn là không có nhiều. Những cái cần thiết phải có thì coi như là cũng có rồi. Động cơ là động cơ 1.4, hộp số tự động. Dòng này thì chạy cũng khá là lành, bền và tiết kiệm nhiên liệu. Xem là trang bị bao nhiêu túi khí an toàn. Ở trên phiên bản này thì em thấy là được trang bị có 2 túi khí an toàn thôi. Một bên lái và một bên phụ rồi các bác. Em nhìn thấy thì ở đây là một túi khí này. Ở phía bên phụ kia, cái chỗ trụ trắng trắng kia là một túi khí nữa. Còn cột A, cột B, cột C và hai bên ghế thì hoàn toàn là không có. Xe thì cũng rất là rộng rãi. Dòng này thì vận hành rất là lành. Chạy thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu bởi vì động cơ có 1.4 thôi. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem về cái khoang động cơ. Hôm nay là cơn bão số 1. Trời thì bắt đầu là lất phất mưa rồi. Một lúc nữa thì chắc là mưa to gió lớn. Em tranh thủ coi như là lên cho các bác hai chiếc xe mới về xong. Thì chắc là trời nó cũng đổ mưa. Bây giờ phải quay nhanh cái khoang động cơ. Động cơ hộp số này, keo chỉ và kính này là bên em cam kết và bảo hành, tức là đảm bảo là nguyên bản và zin. Đây, ốc chân máy này. Đẹp không? Rất là đẹp này. Đây là cục chân máy nguyên bản của nhà máy này. Đây tất cả vẫn còn nguyên chấm sơn này, gioăng dàn cò này. Dàn cò hoàn toàn chưa động chạm và chưa xử lý. Thực ra là máy của Hyundai cũng rất là bền. Hyundai là một cái hãng xe mà sản xuất ra những cái sản phẩm vận hành cực kỳ hay và đi nó cũng rất là bền và lành. Đây. Con này thì sử dụng ở cái môi trường điều kiện khí hậu khá là tốt, nó không phải là khí hậu vùng biển cũng như không phải là cái môi trường hóa chất. Chính vì thế trên bề mặt thân vỏ này, đồng tôn này và các chi tiết trong khoang động cơ hoàn toàn không có những cái dấu hiệu xuống cấp như kiểu là han rỉ hay là mọt mục. Đây. Rất là đẹp. Xe thì không có đâm đụng này, không có thủy kích này. Hiện tại thì nó chỉ có loanh quanh coi như là nhỉnh 3 đồng một tí thôi. Cái giá mà em đưa ra nó gọi là cái giá mong muốn. Còn các bác mà quan tâm hay là thiện chí thì vẫn có thể liên hệ cho em để thương lượng thêm. Em xem nào. Biển này, đây. Biển đây 43A18943. Đó. Xe này là xe miền Trung. Vừa rồi thì em đã lên cho các bác hai sản phẩm mới về của ngày hôm nay. Các bác đang xem video thì xin cho em một chia sẻ này, một đăng ký này. Và tiện tay thì các bác bình luận cho em một dấu chấm xuống phía dưới phần bình luận của cái video ngày hôm nay. Sau đây thì trời nó đã mưa nặng hạt rồi. Em xin phép kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác.